Hey, và xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Treo. Và sau 2 ngày mà mình tìm kiếm mà mình đặt một mẫu đồng hồ với kiểu dáng tương tự mẫu Casio AE1200 trên mạng thì cuối cùng họ đã giao hàng cho mình. Ten ten, một cái hộp đây, mình đã bôi những thông tin chi tiết của mình rồi. Và trong thời gian vừa qua thì có thể nói là một chiếc đồng hồ mà được nhiều người mà họ săn lùng nhất, mua nhất và luôn cháy hàng. Theo mình chọn thì mình sẽ chọn là mẫu Casio AE1200. Bởi kiểu dáng của mẫu đồng hồ này vừa classic nè, giá bán có dễ dàng tiếp cận được là nhiều đối tượng luôn. Thậm chí mình thấy sinh viên mua cũng có, đi làm cũng có, thậm chí là những bạn nữ nha cũng vẫn mua đeo cá tính vẫn có. Và cái chiếc AE1200 này tùy biến là bộ dây thì cực kỳ đẹp. Và chính những yếu tố đó mà mình nghĩ là điều đó đã làm cho mẫu Casio AE1200 trở thành một trong những chiếc đồng hồ huyền thoại. Thì nếu mà bạn nổi tiếng quá, nếu mà bạn bán hàng chạy quá thì tất nhiên bạn sẽ không tránh khỏi những người khác họ nhái những phiên bản của mình. Thì cái người anh em hàng xóm chung của chúng ta họ cũng nhái luôn một cái mẫu AE1200 đây đó. Và cái mẫu trên tay của mình đây là chiếc đồng hồ là SkyMe. Kiểu dáng giống AE1200 mà tên của nó là 1335. Thì bây giờ mình sẽ khui hàng cho các bạn cùng xem. Khi mà mình nhận hàng rồi thì mình cũng chưa mở thử coi là bên trong nó có cái gì luôn. Bây giờ mình sẽ xem cái nơi bán hàng với cái chỗ ship này họ làm ăn như thế nào. Mình không kiểm hàng luôn, không biết trong này có gói gạch đá gì trong này không nữa, không biết nữa. Rồi. Có cái hộp nhìn bèo nhỉ. Cái này vui nè, bóp bóp vui. Ở cái hộp này nhìn nó lẩm lẩm giống như hộp bánh trung thu. Đây, một cái gì đấy, một cái tờ một cái sớ táo quân hướng dẫn các bạn cách sử dụng cũng như là giới thiệu những thông tin chiếc đồng hồ này. Mặt trước là tiếng Anh, mặt sau là tiếng Trung Quốc. Đó. Cái tờ này làm khá là đẹp với những họa tiết là nhăn nhúm vintage. Rồi đặt qua bên, đúng thì cái gì mà mình mua giá của nó thì nó tiền nào của nấy mà. Rồi đây, chiếc SkyMe 1335. Ghê thiệt, còn nguyên siêu cộng dây luôn, xịn sò. Rồi mình sẽ mở cái tem này ra. Rồi đây, siêu phẩm của mình, Casio AE1200 phiên bản Homemade. Đó, và ở đây mình mang đến cho các bạn luôn một chiếc đồng hồ AE1200 hàng real. Thì mình sẽ so sánh phiên bản AE1200 của SkyMe này đối với phiên bản Casio AE1200 phiên bản chính tông. Đó, các bạn thấy không, cái mặt của nó y chang nhau, phần dây các kiểu ABC, IDZ, trời ơi nó tương tự nhau y hệt luôn. Bây giờ nếu mà y hệt vậy thì mình đọ thử thôi cái thông tin chi tiết của nó sẽ như thế nào nhá. Ở cái chiếc SkyMe 1335 này là cái chiếc mình đang cầm bên tay trái thì có size mặt sẽ là 43mm, độ dày của nó sẽ là 13mm. AE1200 thì thông tin sao? 43mm luôn. Kinh chưa? Tương tự như mẫu hai mẫu này na ná nhau luôn, nó chỉ nhỏ một xíu thôi và độ dày của nó cũng là 12.5mm luôn. Phải gọi là cái sự xê xích cực kỳ ít. Và ở mẫu SkyMe này nó sẽ nặng là 85g, còn AE1200 thì nó nặng là 91g. Khiếp chưa? Một cái thông số chênh lệch nhau không quá nhiều về cái phần thông tin kích thước này. Cái điều này cũng dễ hiểu thôi, vì đa số những sản phẩm của Casio thì họ đặt nhà máy của họ phần lớn là ở Trung Quốc, cho nên cái việc mà tuồn cái kiểu thiết kế cũng như là về lộ thành phần IDZ này nọ thì cái điều này cũng dễ dàng xảy ra thôi. Và nhiều quốc gia cũng bắt đầu e ngại về việc Trung Quốc họ bắt đầu họ copy những phiên bản của những cái người nổi tiếng. Về vật liệu thì ở phiên bản mà SkyMe 1335 này thì các bạn sẽ có phần vỏ phía trước cũng là bằng nhựa, và họ nói là đây là phần nhựa ABS. Mình sẽ so sánh thử chất nhựa của mẫu SkyMe với cái mẫu Casio mà truyền thống như thế này. Theo cảm quan mắt nhìn của mình nha, thì cái nước sơn á, ở trên mẫu Casio á, nó sẽ có phần nó liền mạch hơn. Các bạn rờ vào các bạn sẽ thấy nó rất là mịn, nó không có bất kỳ cái chi tiết nào mà nhìn nó thô á, mà hầu như là các bạn nhìn vào các bạn tưởng đây là chiếc kim loại. Nhưng mà ở cái mẫu SkyMe này thì có thể nói là
đúng thiệt là tiền nào của đó. Thì mình rà vào mình cảm thấy cái nước sơn nó hơi nhám một tí, và khi mình nhìn vào mình vẫn thấy những cái chấm nổi 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 do quá trình mà phun sơn á, nó còn những cái chấm ở đây. Và những cái đường nối giữa phần vỏ benzen phía trước và phần case phía sau á, thì nó sẽ có những chi tiết thừa. Các bạn sẽ thấy một cái đường rãnh dài ở đây, nó chạy dọc hai bên đó, đây chính là cái chi tiết mà phôi thừa. Còn ở Casio i1200 thì nó vẫn có cái rãnh đó, nhưng mà cái rãnh nó được làm khá là liền mạch. Mình rờ vào thì mình sẽ không có cảm giác là các phần trước phần sau nó bị tách với nhau. Còn đây thì rờ vào là thấy liền. Nút bấm thì cả hai đều có cái nút bấm tròn mã inox hết. Còn cái gọi là Unscami này họ làm cũng khá là ngầu. Làm giống tới cùng mà. Rồi. Phần kính thì các bạn sẽ có phần kính này cũng đồng nhau là kính nhựa luôn, và phần dây thì cũng là phần dây thép không rỉ. Scami họ nói bằng thép không rỉ, nhưng mà không biết, mình cũng không biết là phần thép không rỉ này của họ là xài có được tốt hay không. Mình cũng chưa có thời gian chứng thực chuyện này. Ở về phần khóa của mẫu Scami thì ok, cũng tương tự như mẫu Casio luôn. Nhưng mà khi mà mình cầm cái phần dây của cái đồng hồ Casio i1200 á, thì cái này mà không phải là mình nịnh i1200, nhưng mà mình cầm bộ dây nào mình cảm thấy được cái sự chắc chắn hơn, một sự liền lạc, một sự đẹp hơn. Còn khi mà mình cầm cái mẫu dây của cái mẫu Scami 1335 này thì mình cảm thấy nó hơi thô một tí, và nó có một phần nữa nó hơi lỏng lẻo đó. Rồi, về bây giờ mình sẽ nói về những cái chữ, những cái chi tiết trên hai mẫu đồng hồ này. Ở cái mẫu mà Scami 1335 này phía trên sẽ làm chữ là Dual Time, còn ở mẫu Casio sẽ là chữ World Time, là đồng hồ thế giới. Và Dual Time nó chỉ là một chạy một cái giờ song song thôi. Phía dưới này thì ở mẫu Scami sẽ là chữ là Illuminus, còn Casio sẽ là Illuminator. Thì khi mà mình dịch cái chữ này, mình ban đầu mình tưởng là nó nhái thôi, nó không có, nó vô nghĩa. Nhưng mà khi mà mình dịch ra thì nó có nghĩa là dạ quang điện tử đó, dạ quang điện tử nha. Còn cái mẫu cần có chữ là Illuminator này có nghĩa là đèn chiếu sáng, thì đèn chiếu sáng nó sẽ hợp lý hơn, tại vì mình bấm nút nó mới đèn. Còn dạ quang điện tử thì bạn cũng phải bấm nút nó mới có đèn thôi. Thì cái phần đèn đó thì mình sẽ so sánh cũng trong cái clip này luôn. Rồi, mình sẽ nói về phần mặt điện tử bên trong giữa mẫu Scami 1335 là chiếc bên trái này nè, và Casio i1200 chiếc bên phải. Thì các bạn sẽ thấy rõ ràng là gần như nó có những cái điểm tương đồng nhau, đều có một cái màn hình tròn ở vị trí góc trên bên trái, những cái hình chữ nhật ở vị trí bên phải, và một cái màn hình điện tử lớn ở vị trí bên dưới. Nếu mà ở mẫu Casio i1200 hàng chánh tông thì cái phần điện tử này nó sẽ giả lập một cái đồng hồ analog. Nó sẽ có kim giờ, kim phút, và viền ngoài nó sẽ có một cái tia nhỏ, đây là cái dây, nó sẽ giả lập là cái đồng hồ kim các bạn. Tuy nhiên ở cái mẫu Scami mà 1335 này á, bạn thấy không, cái hình tròn này gần như là nó vô dụng. Nó chỉ để trang trí cho đẹp thôi, chứ nó không có chức năng gì luôn. Nó chớp. Thiệt chứ nhìn cải lương ghê luôn. Nhưng mà không sao, thì giá tiền 100 mấy đổi lại thì nó phải vậy thôi, chúng ta không thể đòi hỏi được nhiều. Ở phía trên cái màn hình chữ nhật phía trên của Casio bên phải này thì nó là một cái màn hình, nó sẽ hiển thị cho các bạn biết là những cái chức năng chúng ta đang mặc ở chiếc đồng hồ này. Còn cái mẫu này thì hình như mặc định nó sáng luôn, có chữ timer thì phải. Ở Casio i1200 thì ở vị trí ở dưới nó sẽ có một bản đồ thế giới, và nó sẽ có một cái phần tô đen. Thì cái phần tô đen này nó sẽ giúp cho các bạn biết là cái múi giờ mà các bạn đang xem là quốc gia nào. Còn ở cái mẫu Scami này thì nó là một cái ô để hiển thị là lịch thứ. Đó. Rồi, ở vị trí màn hình điện tử lớn phía dưới thì sao? Thì ở mẫu Casio thì nó sẽ cho các bạn biết là giờ, phút, giây. Scami cũng vậy, cũng 24 giờ, cũng PM, AM. Và ở mẫu Casio i1200 phần lớn thì ở dưới nó sẽ có cái màn hình để hiển thứ luôn, ngày tháng. Còn Scami thì nó chỉ có ngày với tháng thôi. Đó, các bạn có thể so sánh nhìn kỹ ở đây là về phông chữ của hai mẫu đồng hồ. Một bên thì có vẻ là nó đậm hơn, nó khích hơn, nó thô hơn. Một bên thì có vẻ nó thanh và nó tách bạch nhau ra, dễ hoàng quan sát. Phía trên Casio sẽ là một cái tên Casio, chữ Aclam, còn bên này sẽ là Scami, Aclam, Conorap. Thì Conorap là chức năng stop back chế độ hồi luôn. Còn ở Casio thì File Aclam có nghĩa là nó sẽ có chức năng là 5 báo thức, 5 chế độ. Phía dưới sẽ là countdown, timer, điểm ngược của mẫu Scami, và phía dưới bên này sẽ là 10 năm pin, 10 years battery. Rồi, về nút bấm thì cũng có những cái sự khác nhau ở đây.
Nút mod thì vẫn ở cùng ở vị trí của bên trái, nút đèn thì nó sẽ đảo nghịch là bên này Scammy bên trái, còn Casio thì bên phải. Đó các bạn sẽ thấy là nút Start, nút Reset bên Scammy thì đây sẽ là nút Search hoặc là nút Adjust ở đây. Đó là về ngoại hình của hai mẫu này nha. Còn tính năng thì như thế nào? Thì mình sẽ đặt cái mẫu AE 1200 một bên. Tại vì tính năng của mẫu AE 1200 thì mình cũng đã có một video review riêng và nói riêng rồi. Thì mình sẽ lướt sơ qua những cái trên chiếc đồng hồ này. Ban đầu là mình sẽ đo đèn trước đi. Đèn mình sẽ bấm nút đèn mình che lại xem. Đèn của mẫu Scammy 1335 này là một cái dạng là cái đèn nền nó ánh xanh nhẹ, và khi nó sáng lên thì những con số màu đen này nó cũng có cái màu xanh đậm hơn thôi. Ở điều kiện ánh sáng như thế này sẽ hơi khó thấy cho các bạn, nhưng mà tí nữa mình sẽ có một cái clip nhỏ phía dưới để các bạn có thể dễ dàng thấy được đó. Còn mẫu AE 1200 thì đèn nền của nó sẽ là màu cam vàng, và mình thích cái màu cam vàng này hơn, nhìn nó ấm hơn. Đây mình sẽ bấm cho các bạn cùng xem đó. Rồi về chức năng của mẫu Scammy 1335 thì mình sẽ cùng lướt qua cho các bạn cùng xem. Đầu tiên là claim chế độ báo thức, có chế độ stopwatch, bấm start bắt đầu, dừng, reset. Rồi chế độ dual time, chế độ chạy thêm một cái giờ khác mà do các bạn thiết lập ban đầu, có thể là một cái giờ nào khác thôi. Timer, đồng hồ đếm ngược. Rồi hết. Còn so với mẫu AE 1200 này thì các bạn sẽ có những tính năng là, đầu tiên là watch time nè, alarm là báo thức 5 chế độ, timer đếm ngược, stopwatch. Rồi rõ ràng thì rõ ràng là cái mẫu AE 1200 này có phần nó vượt trội hơn, tại vì nó hỗ trợ là giờ quốc tế, còn này chỉ dual time, còn lại thì gần như là tương tự nhau thôi. Casio thì nó có nắp báo thức 5 giờ, 5 chế độ, còn này thì chỉ chắc chỉ có một chế độ thôi. Một cái điểm mà mình khá là sốc khi mình đọc thông tin về cái mẫu Scammy này, đó là bộ máy của nó là bộ máy Nhật Bản. Sốc ghê thiệt. Thì Nhật Bản hay không thì tí nữa là mình bung hàng nó ra luôn để mình coi cái bộ máy bên trong nó như thế nào, thiết kế thế nào, pin như thế nào, mà tại sao mức giá của nó lại quá là rẻ, không biết để ở trong nó nhồi cái gì ở trong. Rồi, và cái clip mà mình phẫu thuật em này, mình mần thịt em này thì mình sẽ dành một video sau để mình nói về chiếc Scammy 1335 này để xem bên trong nó có gì. Và các bạn cảm thấy nội dung video này như thế nào? Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, đóng góp ý kiến cho video sắp tới cũng đừng ngần ngại. Hãy để lại ngay bình luận phía dưới video. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nha. Bye bye.